Huy xin kính chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thì Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn một chiếc xe Kia K3 khá là đẹp nha các bạn. Được sản xuất vào năm 2014 và đây là một phiên bản cao cấp nhất của Kia K3 các bạn. Đó, về kiểu dáng và mẫu mã thì Kia khá là đẹp, thể thao. Chiếc xe này cực kỳ là rộng rãi luôn. Và về phần ngoại thất của chiếc xe thì về phần sơn cũng như là các chi tiết thì còn rất là mới và đẹp các bạn. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cho các anh chị và các bạn xem về chiếc Kia K3 này nha. Ở phần lưới tản nhiệt ở phía trước cũng như là phần ga lăng có những cái chi tiết mặt chrome khá là đẹp nha, với những cái lưới lỗ này rất là đẹp. Thì đèn cản này các bạn thấy không? Xe thì cản thì có cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đèn thì có đèn bi ha, sử dụng công nghệ bi rồi nha các bạn. Có đèn giải đèn chiếu sáng ban ngày. Đây. Nguyên cái giải này các bạn. Đây, từng chi tiết khe hở giữa các chi tiết cản với về ha, cũng như là các chi tiết đèn. Vỏ thì xe này thì vỏ chủ xe mới thay đó, còn rất là dài, cho nên là các anh chị và các bạn lấy cái xe này về thì mình sẽ sở hữu được cái bộ vỏ mới này, khỏi phải tốn chi phí thay vỏ nữa. Xe này thì vỏ này là vỏ sử dụng cái vỏ là 215 45 R17, rất là thể thao, Michelin, vỏ xịn luôn nha các bạn. Đó, gai gió này các bạn. Xe thì phần sơn thì hầu như là còn rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, chủ xe đi giữ kỹ. Đèn trên gương là đèn sử dụng đèn LED nha các bạn. Từng chi tiết ha, những cái khe hở này các bạn thấy không, rất là đều. Màu sơn màu sơn rất là đẹp, màu trắng các bạn. Xe này mà các chị các bạn mua về mà mình chạy gia đình, khi nào rảnh rỗi giống như là có đám cưới rồi đó, mình làm xe chở cô dâu chú rể cũng khá là hợp lý. Màu trắng, xe rất là đẹp, rộng rãi lắm các bạn. Một tí nữa Huy sẽ quay cái phần nội thất cho các bạn coi. Đó, màu trắng khá là đẹp, Kia K3 nha các bạn, khá là xịn sò. Xe thì phía sau phần vỏ rồi thì Huy sẽ quay cho các bạn coi thôi. Bốn cái vỏ rất là ngon. Thắng trước sau là dùng thắng đĩa hết rồi. Kia K3 cản sau thì có bốn cảm biến. Đèn rồi các bạn thấy không? Đèn. Những cái khe hở giữa về cản và đèn. Cảm biến ha các bạn ha. Còn gầm nhún này. Gầm nhún các bạn coi ha. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Mọi thứ là khá là ok, không có bất kỳ lỗi gì cả. Gầm nhún, hệ thống điện, hệ thống điều hòa. Xe chạy êm lắm các bạn. Khá là ngọt, vọt lắm. Với dung tích là 2.0. Xe này thì chạy lên đường trường, đường trường khá là đầm. Với hệ thống trợ lực bằng điện thì vô lăng đánh lái khá là nhẹ nhàng, di chuyển khá là êm. Mẫu một mẫu sedan khá là rộng rãi. Rồi sơ lược cho các chị và các bạn nắm về phần ngoại thất thì Huy sẽ mời các bạn xem qua về phần nội thất bên trong với những cái công nghệ được trang bị cho chiếc xe Kia K3 này, cùng với đó là những cái chất liệu của ghế da và những chi tiết bên trong thì Kia K3 Huy nghĩ là một lựa chọn khá là hợp lý cho chiếc xe này, cho gia đình mình nha. Rồi Huy mời các bạn ạ. Đây Huy mời các bạn xem về cái phần cốp để hành lý phía sau các bạn, rất là rộng rãi. Một mẫu xe Kia K3 mình có thể để được rất là nhiều đồ nha các bạn, nó rộng lắm các bạn, cực kỳ là rộng rãi luôn. Và chủ xe đi giữ cũng cực kỳ là kỹ. Đèn
dụng công nghệ đèn LED nha các bạn. Còn về nội thất bên trong thì không chê vào đâu được, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó, chủ xe đi giữ cực kỳ là kỹ luôn. Những cái chi tiết bằng nhựa, đây là chi tiết bằng da ha, cửa tay, ghế da đục lõ nha các bạn, da này là khá là xịn đấy, ngồi rất là mềm và êm, và mình ngồi thoải mái lắm các bạn, cực kỳ là rộng rãi. Phía sau thì có ba ghế, là có ba cái tựa đầu, ba người ngồi. Cái này mình đi hai người thì mình có thể gập cái khay này xuống này, đó, mình để ly rồi mình tựa tay, rất là thoải mái nha. Ở trên trần này thì rất là mới và sạch. Xe này thì có cửa sổ trời luôn nha các bạn, khá là đẳng cấp. Kia K3 2014 mà trang bị rất là nhiều những cái tính năng, cũng như là về chất lượng của những chi tiết nội thất khá là xịn sò như thế này. Ở phía sau thì có cái cửa gió điều hòa. Cửa gió điều hòa này mình có thể điều khiển được cái lượng gió thổi ra, cũng như là về cái hướng gió. Và Kia K3 hệ thống điều hòa làm lạnh khá là tốt các bạn, làm lạnh nhanh và lạnh cực lực sâu. Ở đây là những chi tiết bằng da luôn nha. Đây mình có thể để đồ rất là thoải mái, rộng rãi. Vị trí cần số các bạn thấy không, nhìn cực kỳ là mới. Chủ xe đi giữ kỹ lắm các bạn. Mới thoáng qua thì mình không nghĩ đây là một chiếc xe 2014 đâu, không phải 2015 hay khoảng 2016 á. Xe thì có trang bị đầu DVD, hệ thống điều hòa thì điều hòa tự động và hai vùng độc lập nha các bạn. Còn vô lăng thì có chế độ Cruise Control là điều khiển ga tự động. Cùng với đó là lại chuyển số ở trên vô lăng. Vô lăng da khá là xịn nha các bạn có thể thấy được là vô lăng không có một vết gì gọi là mòn, da cực kỳ là xịn luôn. Rồi hệ thống lên xuống kính thì ở phía trước là sử dụng hệ thống tự động các bạn, tự động lên xuống kính. Cùng với đó là nhớ vị trí ghế, gương cũng như là vô lăng là hai vị trí ghế này. Ghế thì ghế trình điện nha các bạn, da đục lõ khá là xịn. Có cửa sổ trời đây, mình có công tắc nha các bạn, công tắc bên kia mình có thể là bật để mở cửa sổ trời ra, rất là thoải mái. Rồi về phần động cơ thì với dung tích động cơ là 2.0, xe chạy rất là khỏe nha các bạn. Từng bô lon con tán, những chi tiết của động cơ còn rất là mới. Thì bên Huy đã làm Marukuri, đã vệ sinh lại rồi. Bây giờ là xe này các bạn chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy cũng đã bảo trì bảo dưỡng đầy đủ rồi. Thì chiếc xe Kia K3 được sản xuất vào năm 2014, gia đình sử dụng này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá chỉ là 460 triệu thôi nha các bạn. Để sở hữu một chiếc xe sedan khá là rộng rãi thì Huy nghĩ là cái mức giá này là khá là hợp lý. Và chất lượng của chiếc xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy. Có thể đến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe. Huy sẽ cho các anh chị và các bạn trải nghiệm thử cái dòng xe này để mình có thể cảm nhận rõ hơn về chất lượng của chiếc xe. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thì hiện tại bên Huy cũng thu mua những cái dòng xe qua sử dụng. Nếu như các anh chị và các bạn nào muốn trao đổi mà có xe chất lượng tốt thì bên Huy sẽ hỗ trợ các anh chị một cái giá tốt hơn so với giá thị trường hiện tại nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.